Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello Happy, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ thử thách chơi trò chơi con mực nè, và Happy sẽ rủ đủ 20 bạn để chơi nè. Và Happy sẽ đi vòng vòng ở đây đừng ngủ nha. Để bây giờ Happy chạy xe đạp, chạy rừng, chạy tìm bạn nha. Ê bạn ơi, chơi trò chơi con mực với Happy không? Trời ơi, bạn này không chơi luôn, bạn này chạy luôn rồi. Để bây giờ Happy qua hỏi bạn này nha, chơi trò chơi con mực Happy không bạn ơi? Ôi bạn này cũng không chơi luôn hả? Để bây giờ Happy mời nhớ mà các bạn nó có chơi không nha. Bạn nó cũng không có chơi luôn các bạn ơi. Kỳ quá, nãy giờ Happy mời mời hoài không chịu vô luôn. Chắc Happy phải đi tìm mấy chỗ khác Happy à. Happy mời quá. Ui, ở đây nhiều bạn nè. Mấy bạn ơi, chơi chơi con mực với Happy không? Quá, mấy bạn này đang luyện mấy con cá nè. Đang luyện con cá không đi tới Happy luôn. Để bây giờ Happy mời nhóm vô coi chơi chung với Happy đi. Ok, cảm ơn bạn nha. Bây giờ Happy sẽ mời xin bạn này. Trời ơi, chưa kịp làm gì hết mà rã rời nhóm luôn rồi. Các bạn ơi, nãy giờ Happy tìm hoài mà Happy không có gặp, Happy không có tìm được bạn nào mà vô nhóm hết. Bây giờ Happy sẽ mời nhóm mấy bạn này vô, có mấy bạn này có vô không? Ok, một bạn vô. Bạn này. Ui, hai bạn vô. Bạn này. Tính ra Happy mời rồi đó. Ui, à, chị Banana ơi. Ủa, tên gì mà giống chị Banana quá này các bạn ơi. Ơi bạn ơi, đứng im vô, Happy coi tên rồi. Ôi rồi, chị Banana. Chị Banana nè Happy. Trời ơi, vậy luôn. Happy vô đây chơi trò chơi gì vậy? Happy vô đây chơi trò chơi con mực. Wow, trò chơi con mực hả? Cho chị Banana chơi chung với. Ok luôn, chị Banana đứng im nè. Trời, đứng im nè. Rồi. Trời, xong xuôi. Rồi, bây giờ Happy sẽ bắt đầu nha. Wow, bắt đầu chơi thôi. Rồi, xong. Ready. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô trò chơi con mực. Ui, chơi trò chơi con mực luôn nè các bạn ơi. Yeah. Trời ơi. Đó. Chị về vậy chứ chị không biết chơi sao hết đó Hebe. Không, chừng nào mà nó red light, tức là mình dừng lại, green light mình mới được đi. Ồ vậy hả? À, màu xanh lá, còn red tức là đỏ, kè lửa xanh. Lửa xanh là chạy hả? Ừ. Wow. Dừng lại. Ui, hồi hộp quá. Chị bên đà đứng. Chị cười quá. Chị bên đà đứng bẹt ra cái chân ra. Chạy. Chạy đi Hebe cô bé. Đứng rồi Hebe ơi, chị bốc khói rồi Hebe ơi. Nhìn Hebe nhảy nè đâu. Ôi. Rồi, red light, tội nghiệp chưa nào quá. Lửa xanh rồi. Red light, yeah. Trời ơi, hên chứ Happy đứng ba luôn, đứng thứ tư chứ. Red light, right. Này, này thì cười ha ha ha. Đúng không chị Banana? Đúng rồi. Xanh, xanh rồi chị. Xanh, 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 đi, đi, đi. Sắp hết thời gian rồi. Hên, 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 hên. Có bạn còn được. Ủa, hết hòn, chị Banana tưởng Happy bốc khói. Rồi. Còn được 4 bạn. Trời ơi, nằm xuống chơi vậy đó chị Banana ơi. Chị Happy luôn là 5 bạn luôn. Trời ơi. Tôi chừng nó quay mặt lại. Chơi cái này thiệt là hot, hot team luôn hết bây giờ. Hết hộp hết dĩa luôn. Ủa, các bạn chạy trước rồi kìa. Bạn 2. Bạn chạy ơi. Ôi, mấy bạn này hay thiệt chứ. Mấy bạn nó hay quá, chạy trước luôn rồi kìa. Rồi, chạy nhanh lên. Nhanh lên, coi chừng nha. Wow. Yeah. Thế Happy được thằng mấy vậy, thằng 7 hả? Trời ơi, may thiệt. Đó, Happy nhảy nè. Chị vừa vô chạy được có 2 cái là đứt bóng rồi. Bạn nghiệp chị Banana quá các bạn ơi. Chị Banana đứng kế bên Happy luôn. Bông khói chị Banana nè. Đâu sợ. Chị Banana quá. Ui, chị Banana ơi, vô sàn nhà lỏng lẻo rồi nè chị Banana ơi. Trời ơi, thế nào cũng té cho coi. Chị Banana chắc chưa? Nhìn chị Banana nè. Happy chắc chắn. Wow, sàn nhà lỏng lẻo, ôi lỏng lẻo thiệt luôn á. Quá lỏng lẻo Happy ơi. Xịt khói kìa mấy lọc vô nào ơi. Wow. Ê, bà là là. Thôi, bà là bà là bà. Qua đây, qua đây, qua đây. Ôi, chị mém té Happy ơi. Coi ghê vậy. Ôi, chị thật sự may mắn. Hello. Chị đi chồng. Qua đây, qua đây, qua đây. Ui, Happy ơi, rung quá. Hay không, Happy hay chưa? Hay quá, hay quá Happy ơi. Qua đây, qua đây, qua đây. Nhìn người chân người. Ở giữa, giữa, giữa. Giữa hả? Giữa, giữa, giữa. Thấy không? Giữa thấy chưa? Nói rồi mà. Hay ghê ta ơi. Ê da qua đây. Giờ đâu ra đâu, đâu qua đây qua đây. Mình phải dọn qua liền. Thẳng ừ. Thẳng thẳng đi đây nè. Chị không tin là lần này á chị có thể chơi lâu vậy luôn Happy. Tại vì Happy có chị chị Banana đó. Ơi, đừng có nhảy qua này. Ê da sao mà khó. Đừng có tay hét nha. Ơi, ơi té nhảy lên. Cố lên, cố lên qua đây qua đây. Còn có mấy giây nữa. Rồi xong. Xong Happy ơi. Còn có mấy giây nữa Happy cũng té
té luôn. Còn một bạn thì thắng rồi, bạn này hay quá à. Ôi ôi hay quá. Trời ơi, chị Banana đứng kế Happy luôn. Hô hô, tức quá rồi, sao bay luôn. Happy cũng bị xịt khói luôn. Còn đúng một bạn thắng luôn. Wow, ghê quá bạn ta ơi. Bạn này hay quá. Rồi, mình chơi tiếp nha chị Banana ơi. Ủa chị Banana ơi, chơi cái này á, chị không muốn bị sập hầm nữa đâu nha Happy. Ờ, Happy cũng muốn vậy. Wow, rung quá Happy ơi. Rồi nha, bây giờ Happy không có chỉ đâu nghe. 1, 2, 3, chạy nè. Chạy. Ủa chưa có điếm xong nữa chị Banana. Thì tao điếm rồi. Cố lên. Đứng giữa nè. Chị Banana. Ai cho mấy nha, cho mấy nha. Ui hên quá. Chị Banana té, Happy không tặng đồ cho chị Banana đâu á. Ôi không có té đâu. Cố lên đi nghe. Nhảy qua. Cái con này nhảy qua đây. Ôi nhảy. Ở dưới đây. Ôi mém tí nữa chị xong. Yeah. Woo. Banana, come on. Lần này chị sẽ thắng thôi. Đúng rồi. Hay chú chị Banana, hello. Happy còn không? Happy còn không? Happy đang đứng kế bên chị luôn á. Ôi gì chị không thấy Happy ơi. Ai ở giữa? Lại. Trời ơi, rồi nghỉ tăng đồ chị Banana luôn. Trời ơi. Ui, chạy thôi. Cố lên Happy ơi. Banana, yeah. Bình thường không có. Bye. Happy chắc chắn sẽ thắng. Còn 8, 7, 6, 5. Trời ơi, lần này mà Happy thắng là rất là vui luôn á Happy. Rồi xong. Ui, yeah, ui vẫn thắng luôn. Ủa Happy là cuối cùng hả? Đúng rồi. Trời ơi, hên quá. Đồ, thấy chưa? Quê, còn được 5 người. Vô vậy chạy con mực đi. Trời ơi, vô cái trò chạy đua. Chạy đua con rồng. Bây giờ chúng ta sẽ chạy đua nha. Happy ghét cái trò này lắm. Lúc mà Happy muốn đứng nghe Happy nhảy một cái nữa là Happy tới đất rồi. Happy sợ té. Vậy mới cay đó các bạn ơi, chị Banana có bị gì không? Có chứ. Trời chị Banana là còn té nhanh hơn Happy luôn á. Happy tới đất mới té. Tức không? Tức chứ. Happy phải ráng giành hạng nhất mới được. Người kéo hết ra luôn rồi kìa. Cái bạn này kéo hết ra hết luôn nhưng mà Rồn. Ê cái đám mây kìa Happy ơi. Né đám mây ra chứ không mình sẽ bị lọt hố. Ôi trời ơi. Ừ. Tới Happy nhảy cao ghê luôn á. Đúng rồi, tại vì Happy lùn. Wow. Happy lùn mà Happy nhảy cao. Ui. Kỳ này mà Happy thắng là vui lắm. Đó. Happy té là buồn lắm. Trời ơi khủng khiếp. Ôi mấy bạn kia chạy dữ quá Happy ơi. Hey. Yay. Không ngờ là mấy bạn. Happy hạng 2 rồi. Ghê chưa chị Banana ơi. Quá ghê luôn. Dữ thiệt. Rồi trời ơi, hai bạn nó bay luôn. Giờ còn đúng 3 người thôi. Cố lên chị Banana, cổ vũ Happy đi chị Banana ơi. Cố lên Happy ơi. Chỉ có một người thắng thôi. Ê cái này Happy chơi được nè. Wow. Happy chơi thắng luôn. Cái này là bắt cua hả Happy? Bắt cua, trời ơi. Cái bạn này cứ chen Happy. Bắt cua nè, nhảy. Này. Ủa nó cái cục đó nó đội lên đội xuống luôn Happy. Đúng rồi, vậy cho mình khó bắt đó chị Banana. Trời ơi. Cái này mình nhảy qua nè chứ. Ủa, không cái cây nó nhỏ nè. Xíu vậy. Không, tại nó vậy á, vậy mới khó chị Banana. Vậy ui, mới đứng nhất được. Phải không? Đúng, nhưng mà ui, khó vậy mà cũng có bạn hả, nhảy trước Happy nữa kìa. Tại vì ủa, bạn nó chưa giỏi á. Phải không? Ôi oh yeah. Ủa cái bánh đó nó xoay kìa Happy ơi. Happy phải xoay theo cái bánh. Wow. Ui, làm chị Banana rung Happy. Chị Banana đừng có rung, Happy rung theo á chị Banana ơi. Cái cục nó ấy xuống ấy lên rồi đó, nó bạch. Trời ơi. Rồi cái này xoay tròn nữa. Cái này dễ. Thấy không? Ê! À rồi theo. Xong tức thì chưa, bạn nó giành hạng nhất của Happy. Rồi. Ôi tức thì chưa. Ôi ôi chào nữa, Happy tức quá các bạn ơi. Quá chị Banana ơi, vô chạy đua chị Banana ơi. Trời lại là chạy đua nữa hả? Cố lên nha. Lần này chị Banana phải cố lên á. Ok, nhìn chị Banana nè. Ủa chị Banana ơi. Gì? Chị Banana có tiền không? Có gì mua đồ cho nó đẹp lên chị Banana. Ủa vậy hả? Chạy cho nó nhanh lên. Ủa mặc đồ đẹp chạy nhanh hơn hả? Thì đúng rồi, nó nặng hơn và nó chạy nhanh hơn. Ôi đau quá tẹn. Lần nào tới đó chị Banana cũng té hết chán ghê. Với lại mấy bạn này cũng xô nó đó chị Banana. Ủa xô được luôn hả? Được chứ. Ôi vậy mà chị Banana tưởng đó thôi mà nay nó chạy thôi chứ trời. Bạn này đi tập nhau à. Ô là la. Chị thật là không thể tin vào tài năng của chị. Rồi Happy tới đất luôn rồi đó. Ôi Happy nhanh thế. Thế nó nhanh chị Bình ơi. Wow. Đó là chuyện bình thường. Rồi Happy hạng năm. Rồi Happy tới luôn rồi. Happy hạng năm. Quay. Yeah. Ui thắng rồi Happy hạng năm. Hay chưa chị Bình ơi, cố lên đi chị Bình. Ai.
Chị Banda đâu rồi? Chị Banda còn đang ở hả trên đường cao tốc. Trời ơi, chị Banda té luôn có á. Chị Banda đừng có thua nữa. Chị Banda đang cố gắng nhiều lắm rồi đó Hebe. Quay. Quay. Trời ơi, nó không nhảy, nó không nghe lời chị Banda. Rồi. Ôi, rồi sao? Tội nghiệp chị Banda quá. Không, không, không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi nha. Ok. Wow, vô rồi nè. Đừng có té nha, Hebe đang nghỉ gì luôn á. Trời ơi, giải gì? Nhìn nè. Chị mà té cái bị giận chị luôn. 1, 2, 3 Rally. Đừng ngờ chó. Rally. Tưởng Hebe bay hả chị Banda? Trời ơi, làm chị hả, tim chị đập thình thịch thình thịch. Ê, đừng có nhìn lợi nha, nhìn lợi thì hãy nói trước nha. Rally. Hebe đứng đâu rồi? Hebe đi nè, thấy không? Hebe nhảy nè. Đâu. Rồi, sẵn là kia Hebe ơi. Rồi. Ơi đó. Rally, rally rồi. Ba bạn bốc khói luôn Hebe. Ghê quá chị Banda ơi, hay quá, chị hay quá. Ui, chị đang đi đường giữa nè. Ơi. Rồi xong, giỡn thôi chứ Hebe chưa có bay đâu, Hebe nằm thôi đó. Trời ơi, hèn gì chị Banda thấy nằm sao thiệt là lâu mà mới bốc khói. Thấy không, Hebe đâu có bốc khói. Ơi đó. Thấy chị kìa. Công nhận cho cái này hồi hộp thiệt luôn Hebe. Các bạn còn đứng khóc nữa. Wow, hồi hộp quá. Hebe đứng hạng 2 luôn nè, Hebe chạy nhanh hạng 2 luôn. Ê, còn 3 người. Cái nhà Hebe hạng 3. Hebe đang chạy hạng 3 á. Còn 3 người chị nè. Thế là chị cũng hạng nhất. Ê, đứt. À, đứt. Oh my god, tức ghê luôn Hebe ơi. Hồi sáng tới giờ Hebe chơi với chị Banda, Hebe chơi hoài mệt quá các bạn ơi. Mà hôm nay là một ngày rất là vui của Hebe luôn nè. Và nếu như mà các bạn muốn Hebe chơi cùng chị Banda nữa thì hãy nhớ like và share cho Hebe có động lực để chơi chung với chị Banda nha. Vậy thì bye bye nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.